đưa khách và đoàn đã đến Vương quốc Andorra. Để đến sang đây là chúng ta phải thu vé này, phải thu nộp tiền này. Mắt thay thẻ. Đây là Vương quốc Andorra, xa xa là Vương quốc. Đây là lần thứ 5 tôi đến Andorra. Đây thì có cảnh rất là đẹp, trượt tuyết và có đi du lịch, mua sắm, cái hàng về thuế rất là rẻ. Xe ô tô của tôi đây. Thì mất năm 6 đô la. 6 đô thì không mất tiền thì sẽ không phải đi leo núi. Đấy. Thì nữa về chúng ta sẽ leo núi. Đây, đây là một cái cung quốc mà rất hay. Rượu vang, xì gà, mọi thứ ở đây đều rẻ. Đấy, bị mất tốc độ. Đây là các bạn này, cung quốc này nữa. Nhiều người họ làm cái trên mạng nhưng mà họ không trực tiếp bên đây. Tôi trực tiếp bên đây. Xin chào các bạn, gặp lại các clip tới.